Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy mới vừa về rất là nhiều những cái sản phẩm mới. Huy hôm nay sẽ update, sẽ cập nhật lại những cái sản phẩm mà bên Huy có cho các anh chị và các bạn tham khảo. Nếu như mà các anh chị và các bạn cảm thấy sản phẩm phù hợp thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Xin mời các bạn ạ. Fortuner máy dầu sản xuất vào năm 2018, số sàn xe nhập khẩu từ Indonesia nha các bạn, màu bạc, xe chất lượng còn rất là đẹp. Thì xe này bên Huy mới vừa lái về thôi các bạn, mới vừa lái về thôi, chưa có làm Maruguri lại, nhưng mà về chất lượng của chiếc xe này thì rất là đẹp. Xe chạy rất tiết kiệm nhiên liệu, có gắn che mưa, phim cách nhiệt. Đây là cái nẹp chân kính mạc chrome, chén cửa mạc chrome luôn nha các bạn. Về nội thất bên trong thì chủ xe đã bọc lại bộ ghế da màu nâu, ghế da màu nâu nha. Đó, tấm bi cửa chủ xe giữ rất là kỹ các bạn, lên rất là nhiều đồ chơi. Đó, thì hiện tại chiếc xe này được bên Huy chào bán với giá là 870 triệu nha. Một chiếc xe Fortuner máy dầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe khá là chắc. Đây là chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2018, số tự động nha các bạn, biển số thành phố, màu đồng ánh kim. Thì xe này hiện tại chạy được 40.000 cây số nha các bạn, 40.000 cây số, khá là đẹp. Rồi xe thì có dán phim, che mưa, rồi ốp chén cửa mạc chrome. Này các bạn, xe rất là đẹp, chủ xe giữ kỹ. Đó, ghế da bản G cho nên là nội thất bên trong rất là đẹp, những cái chi tiết ốp gỗ các bạn. Xe này thì hiện tại bên Huy chào bán với giá là 730 triệu nha các bạn, chỉ 730 triệu đối với một chiếc xe còn rất là đẹp. Xe này bảo hiểm còn hơn 1 năm nữa nha các bạn, bảo hiểm 2 triệu các bạn. Honda CR-V nha các bạn, màu trắng
thì chiếc xe này biển số thành phố, sản xuất năm 2012, nhưng mà chất lượng xe khá là tuyệt vời, đi rất là ít. 2012 nha các bạn. Đó. À, ngoại thất của xe thì cũng còn khá là đẹp. Xe này thì bên Huy mới lấy về chưa có vệ sinh dọn dẹp gì hết các bạn. Một chiếc CR-V. À, rất lâu rồi thì bên Huy mới có được một chiếc CR-V như thế này. Bên Huy thì chuyên về Toyota, nhưng mà những chiếc xe của những hãng khác, Honda, Kia hoặc là Mac, thì những cái chiếc xe đẹp thì bên Huy sẽ thu vô và tiến hành vệ sinh làm đẹp. Và trước khi thu vô thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Một chiếc xe CR-V rất là đẹp. Thì hiện tại chiếc xe này bên Huy chào bán với giá chỉ là 515 triệu thôi nha các bạn. Đó, 515 triệu thôi. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Huy nha. Và đây các bạn, đây là một siêu phẩm mà mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, Corolla Atis 1.8. Xe này sản xuất năm 2019 nha các bạn. 2019. Nhưng mà một điều rất là bất ngờ, có 102 thì chiếc xe này mới lăn bánh được 4.200 thôi các bạn. 4.200 thôi. Cực kỳ chất lượng luôn. Chủ xe đi rất là ít, gia đình về để sử dụng cá nhân, nhưng mà chủ xe rất là ít đi. Từ 2019 tới nay mà xe mới đi được có 4.200 cây số. Một chiếc Atis 1.8 phiên bản số tự động nha các bạn. Đây, về cây số thì Huy sẽ quay chính xác cây số cho các bạn coi luôn. Bên Huy cam kết cây số là đúng nha các bạn. Đây, cây số của nó là 4.286 cây số. Ghế được bọc da, hộp số tự động, mọi thứ còn rất là đẹp. Ghế da còn nguyên bản, còn rất là đẹp. Nội thất còn thơm mùi, thơm mùi ghế, mùi nội thất. Chủ xe giữ rất là kỹ. Xe này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 450 triệu nha các bạn. 450 triệu. Một chiếc xe Atis 1.8 số tự động. Khá là tuyệt vời. Các chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các bạn nha. Vios G màu trắng nha các bạn, biển số thành phố. Bản G là bản cao cấp nhất của dòng Vios. Thì cái dòng này là dòng 7 túi khí nha các bạn. Đó, dòng cao cấp nhất của Vios. Thì chiếc xe này hiện tại chạy được khoảng tầm đổi 40.000 cây số. Xe trang bị rất là nhiều tính năng an toàn. Chất lượng xe còn rất là đẹp. Biển số thành phố luôn nha các bạn. Có gắn che mưa, gắn phim, đầy đủ. Đây, ghế da, đầu DVD, tấm lót trên táp lô, bọc sàn 3D nha các bạn. Hộp số tự động vô cấp. Thì hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 540 triệu nha các bạn. 540 triệu với một chiếc xe Vios bản G biển số thành phố. Rồi, các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Và đây là chiếc xe Kona nha các bạn. Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo nha. Chiếc xe này rất là đẹp, mới chỉ chạy được có 50.000 cây số thôi các bạn. Sản xuất vào năm 2018. Mọi thứ còn nguyên bản. Xe gia đình đi rất là kỹ. Xe thì có trang bị dán phim cách nhiệt,
camera hành trình. Xe thì rất là nhiều tính năng các bạn, cửa sổ trời đầy đủ nha, DVD, camera yeah, ghế da, mọi thứ rất là đẹp. Xe thì bên Huy mới lấy về, đang đợi để tiến hành làm Marukuri. Một chiếc xe cực kỳ chất lượng, phù hợp cho các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu sử dụng cho gia đình. Nội thất ghế da màu đen, rất là thể thao các bạn. Hyundai Kona nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Kona 1.6 Turbo. Biển số thành phố luôn. Hiện tại thì chiếc xe này được bên Huy chào bán với giá là 660 triệu nha. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy. Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng chiếc xe này. Và đây là chiếc xe 2 lít nha các bạn. 2 lít phiên bản 2.4. Ở biển số thành phố nha. Xe này hiện tại mới chỉ chạy được 15.000 cây số thôi các bạn. Số sàn. Sản xuất năm 2019 màu bạc. Xe thì có che mưa, dán phim cách nhiệt. Còn rất là đẹp nha. Thì hiện tại chiếc xe này bên Huy đang chào bán với giá là 615 triệu nha các bạn. 615 triệu. Mình quay sơ cho các bạn xem về phần nội thất bên trong. Mới 15.000 cây số, xe còn rất là mới nha các bạn. Đây, cây số thực tế của xe. 15.522 cây số. Đầu DVD. Có phần đây, cảnh báo khoảng cách. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe 2 lít 2019 này. Và tiếp theo đây là chiếc xe Camry 2.5 bản G nha các bạn. Bản G. Thì chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được 60.000 cây số. Bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Ngoại thất cũng như là nội thất bên trong còn rất là đẹp. Xe thì có trang bị đầu DVD, camera yeah, ghế da và hầu hết những cái tính năng an toàn của xe thì đã được trang bị trên chiếc xe Camry 2.5G này. Sản xuất năm 2014 và màu là màu nâu vàng nha các bạn, màu nâu vàng. Chiếc xe này hiện tại được bên Huy chào bán với giá là 745 triệu. 745 triệu. Một cái mẫu mà rất nhiều các anh chị và các bạn ưa chuộng. Có cảm biến khoảng cách ở phía trước luôn các bạn. Xe thì mới về bên Huy. Huy vừa trình bày một số sản phẩm mà hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đang có. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ với Huy. Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm đó. Và trong những sản phẩm đó thì cũng có những cái sản phẩm mà được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay với lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% thôi. Cho nên là các bạn nào có thiếu tài chính thì cứ vui lòng liên hệ. Và những cái sản phẩm mà bên Huy cung cấp đến các chị và các bạn thì luôn luôn cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rã đại tu nha các bạn. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi thì xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.